Phạm Ngọc Hùng bày ghế tuyến phòng thủ của Thủ tướng và tướng Giang chống Hoạt. Vào ngày 3 tháng 11, Tổng cục Tình báo, Tổng cục 2 diễn ra đợt thay tướng. Ông Phạm Ngọc Hùng, Trung tướng, Tổng cục trưởng trên 10 năm đã bị Trung tướng Trần Công Chính thay thế. Việc thay thế một vị trí quan trọng, quyết định tính sống còn giữa các phe phái trong quân đội và lúc này được cho là điều rất bất thường. Đây là lần thay ngựa giữa dòng khiến dư luận rất chú ý. Bình thường chỉ có đấu đá tới loại nhau trên chính trường, thì tới nay thay ngựa giữa dòng cũng như vậy. Vị trí Tổng cục trưởng Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo quân đội, được ông Phạm Ngọc Hùng nắm giữ đã 11 năm. Đáng nói là ông Hùng quá tuổi nghỉ hưu từ 4 năm trước, nhưng ông vẫn cố bám trụ. Nguyên nhân được cho là do các phe phái, đặc biệt là phe Phan Văn Giang trong quân đội, muốn tướng Hùng chấn giữ kho bí mật của Tổng cục 2 để ông Giang và ông Chính được an toàn. Khi Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư đã thể hiện rõ ý đồ muốn đánh Thủ tướng Phạm Minh Chính từ vụ án IEC. Ông đã sử dụng đủ mọi cách, trong đó có việc tìm cách bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án, đồng thời loại tướng Phạm Ngọc Hùng ra khỏi Tổng cục 2. Ông Tô Lâm có đủ lý do để đẩy tướng Hùng đi, để buộc tướng Phan Văn Giang phải cho thay tướng Hùng. Tuy nhiên, người thay thế tướng Hùng là ai mới là điều mà dư luận quan tâm. Tướng Trần Công Chính vốn là người của Tổng cục 2, chuyên môn là tuyên truyền. Chưa biết tướng Chính thuộc phe nào, rất có thể là người do tướng Hùng giới thiệu. Tuy nhiên, tướng Chính có thể thực hiện tốt chức năng người gác đền như tướng Hùng hay không thì cần phải có thời gian để mà kiểm chứng. Phe Phan Văn Giang bị đẩy vào thế kẹt, không thể viện mãi lý do thiếu người mà giữ ông Phạm Ngọc Hùng. Hơn nữa, đã giữ ông Hùng suốt 4 năm, không thể không thay thế. Tuy nhiên, Tổng cục 2 là một cơ quan có vai trò quan trọng, quyết định sinh mệnh chính trị của cả Bộ trưởng Phan Văn Giang lẫn Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bởi đây là nơi tuyển và sử dụng bà Nhàn như là một người trung gian trong thương vụ mua bán vũ khí với Israel. Đây được xem là nắm giữ rất nhiều bí mật của bà Nhàn, các quan chức Bộ Quốc phòng cùng với Thủ tướng Phạm Minh Chính qua các thương vụ mua bán vũ khí nói trên. Trong quân đội, phe Tô Lâm có hai vị tướng mạnh mang tính chiến lược. Thứ nhất là ông Hoàng Xuân Chiến, người đang ấp ủ tham vọng tranh vị trí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới. Hiện ông Chiến mang hàm Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thứ hai là ông Nguyễn Hồng Thái, Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Ông Thái đủ khả năng làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2, tuy nhiên lần thay ngựa giữa dòng ở Tổng cục 2 lần này, phe Tô Lâm chưa thể chen chân vào cho được. Việc bắt bà Nhàn được xem là nhiệm vụ bất khả thi với Tô Lâm. Giờ đây, nhiệm vụ lớn nhất là làm sao để phe Tô Lâm chiếm được kho dữ liệu của Tổng cục 2. Nếu ông Tô Lâm mới chiêu dụ được ông Trần Công Chính, thì đấy là thành công lớn cho Tô Lâm và phe Hưng Yên. Xem ra trong quân đội đang có biến động rất lớn. Tướng Giang bị cho là mang bệnh nan y, ông cũng đã chuẩn bị người thay thế. Đó là tướng Nguyễn Tân Cương, người mới được phong hàm đại tướng cùng với Lương Tam Quảng. Khi tướng Giang còn quyền lực, ông Phạm Minh Chính có thể an tâm phần nào, bởi tướng Giang và ông Chính đang ngồi trên cùng chiếc thuyền. Tướng Giang không thể để thuyền lật. Tướng Giang bảo vệ lớp ngoài, tướng Hùng thì bảo vệ lớp trong. Giờ tướng Hùng đã bị thay thế, nếu tướng Giang cũng bị thay thế, thì có thể nói số phận của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngàn cân treo sợi tóc. Rất có thể thay tướng Hùng chỉ là bước khởi đầu. Thời gian tới trong Bộ Quốc phòng sẽ có nhiều biến động lớn về nhân sự. Chúng ta hãy cùng đợi xem. Phạm Ngọc Hùng bay ghế tuyến phòng thủ của Thủ tướng Chính và tướng Giang chống toát là bản tin mà quý vị và các bạn vừa được xem. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Có phải Nguyễn Thanh Nghị mượn người nghèo để mưu cầu lợi ích? Vào ngày 1 tháng 11, tờ báo VTC News đăng bài giá thuê nhà xã hội Hà Nội gần bằng một tháng lương người nghèo choáng váng. Nếu người nghèo bỏ tiền ra thuê căn nhà được nhà nước lấy danh nghĩa mình để mà xây thì họ sẽ không còn tiền để chi tiêu cho những khoản chi căn bản khác. Đây chính là một trong những điều cho thấy dù mang danh là nhà ở dành cho người nghèo nhưng lại cách rất xa tầm với của người nghèo. Vào ngày 11 tháng 5, tờ báo Việt Nam Express cũng đăng bài đại diện công nhân Thành phố Hồ Chí Minh nhà ở xã hội chỉ thấy trên TV.
tức là trên thực tế người nghèo vẫn không thể mua được nhà ở xã hội. Rõ ràng dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội của ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đang cho thấy sự bất cập của nó. Người nghèo mua nhà ở xã hội không được mà thuê cũng không xong. Vậy là người nghèo tiếp tục bị đẩy ra khỏi tầm với của dự án. Vậy đây là thành công hay thất bại của ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị? Nếu xét về khẩu hiệu thì rõ ràng đây là một dự án thất bại hoàn toàn. Khẩu hiệu được tung ra là nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Nhưng những đối tượng trong khẩu hiệu ấy lại không được gì cả. Rõ ràng đấy chỉ là dự án thất bại. Tuy nhiên nếu nhìn nhận khía cạnh khác thì rất có thể đây là một dự án rất thành công cho quan chức và các doanh nghiệp được ưu đãi nhận dự án. Thực tế, việc xây dựng các khu nhà ở xã hội vẫn đang được triển khai. Một số công trình đã hình thành, chỉ có điều nó không được đưa đến tay đúng đối tượng mà nó phục vụ. Dự án dành cho người nghèo nhưng người nghèo lại không được hưởng. Thành phần được hưởng lợi toàn là người có quyền và có rất nhiều tiền. Kết quả người nghèo vẫn phải ăn bánh vẽ nhưng bánh thật cho quan chức và đại gia. Nhà ở dành cho người có thu nhập thấp không phải là vấn đề gì mới cả, mà là chính sách phổ biến ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Thanh Nghị đề ra chính sách này, ông đã làm ngơ trước những khó khăn không thể khắc phục với người nghèo. Đó là giá bất động sản ở Việt Nam đã bị đẩy lên quá cao. Xa với tầm với của giới trung lưu, thì làm sao người nghèo có thể vươn tới cho được? Trong khi giá bất động sản bị đẩy lên quá cao, là do quản lý yếu kém của chính phủ trong suốt nhiều năm qua. Bất động sản là ngành mà các sân sau quan chức thi nhau đẩy giá để đầu cơ kiếm lời thật nhanh. Kẻ đầu cơ giàu lên nhanh chóng, trong khi người dân thì mất cơ hội an cư. Đồng bộ chính sách là cần thiết nếu muốn một chính sách khả thi. Ví dụ để chính sách xây 1 triệu căn nhà xã hội khả thi thì những chính sách liên quan đến đất đai phải tính đến khả năng người trung lưu dễ dàng mua được nhà. Tuy nhiên, rất nhiều năm qua, vấn đề này đã bị thả nổi, nên chính sách 1 triệu căn nhà xã hội có nghị trở nên bất khả thi. Cũng có những ý kiến cho rằng ông Nghị không thể không biết vấn đề đồng bộ chính sách. Ông thừa biết nhà xã hội nằm ngoài tầm với của người nghèo. Tuy nhiên, ông vẫn đề ra chính sách này đơn giản vì Bộ Xây dựng cũng biết vẽ dự án như những bộ, những ngành khác. Nhân danh người nghèo để hoạch định chính sách, rồi gạt người nghèo sang một bên bằng đủ các cơ chế gây khó khăn. Cuối cùng, dự án dành cho người nghèo lại rơi vào tay đại gia. Dùng người nghèo để ban cho đại gia những ưu đãi, và từ đó quan chức có phần lại quả đậm. Ở đất nước này, người nghèo chỉ là đối tượng để đảng dùng làm bình phong, lấy danh nghĩa người nghèo để lập ra các khẩu hiệu tuyên truyền. Sẽ không có lợi ích nào thực sự dành cho người nghèo, bởi nếu biết nghĩ đến người nghèo thì quan chức đã không gặm nhấm ngân sách để mà làm giàu cho bản thân. Quý vị các bạn đã theo dõi bản tin, có phải Nguyễn Thanh Nghị mượn người nghèo để mưu cầu lợi ích hay không? Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.